Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin LK News của Linh Kiện RC. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc flycam vừa mới được ra mắt cách đây không lâu, có tên gọi là Anafi USA. Đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đây là một chiếc flycam có độ bảo mật cực kỳ cao. Nó có những tính năng ưu việt như hai cụm camera 21 megapixel, có thêm camera tầm nhiệt và trọng lượng nó khoảng nửa cân. Thì trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này để xem nó có khác biệt gì anh em nhé. Anafi USA, đối thủ cạnh tranh với DJI, chiếc máy bay không người lái mới nhất hiện nay của Parrot với khách hàng được cho là các doanh nghiệp. Máy bay không người lái mới nhất của Parrot sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm của DJI, nhắm vào điểm dễ bị tổn thương nhất của hãng sản xuất flycam nổi tiếng DJI. Về những tin đồn về bảo mật dữ liệu, Anafi USA cung cấp một giải pháp thay thế hấp dẫn, một chiếc flycam với thiết kế và các tính năng do Mỹ sản xuất với mức giá vô cùng hợp lý. Cần phải nói thêm rằng Parrot hiện nay là nhà sản xuất flycam đứng thứ hai thế giới. Với các đề xuất của chính phủ Hoa Kỳ về việc cấm máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất liên tục xuất hiện gần đây, một số đối tượng khách hàng sử dụng flycam là các cơ quan chức năng và các khách hàng doanh nghiệp muốn đề cao tính bảo mật, thực sự đang đi tìm một giải pháp thay thế và Parrot đã tạo ra Anafi USA với hy vọng đáp ứng nhu cầu đó. Parrot nhấn mạnh về khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về an ninh, bảo mật và độ tin cậy. Công ty này đã nỗ lực rất nhiều để giảm thiểu những lỗ hổng bảo mật có thể rò rỉ thông tin của khách hàng. Được sản xuất tại Boston, Mỹ, Parrot nhấn mạnh rằng không có dữ liệu nào từ Anafi USA được gửi tới máy chủ Parrot từ các khách hàng của họ nếu như không có cài đặt cụ thể. Ngay cả thẻ SD lưu hình ảnh quay được cũng được mã hóa trong trường hợp máy bay không người lái bị đánh cắp. Mặc dù điều này có thể là không cần thiết, nhưng nhiều khách hàng vẫn muốn sử dụng một chiếc flycam đã được phê duyệt về các tính năng về bảo mật. Ngoài những cái tính năng bảo mật được sản xuất tại Mỹ và được chứng nhận tại Mỹ thì chiếc flycam Anafi USA có những cái công nghệ rất là khác biệt anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu theo nội dung dưới đây. Tính năng của Anafi USA. Ngoài các tính năng bảo mật, Anafi USA còn được trang bị các tính năng chụp ảnh cao cấp. Cụm camera bao gồm nhiều ống kính máy ảnh chính là điểm mạnh của sản phẩm này. Nếu chất lượng hình ảnh của Sony giúp cho hình ảnh có sự trực quan tốt nhất, camera tầm nhiệt của hãng Phil được cho là loại có chất lượng cao nhất, thì Flycam Parrot hiện nay có bao gồm cả hai điều này. Tính năng zoom 3x cũng là một tính năng chính. Khi thử nghiệm ngoài thực tế thì nó đã cho một khung hình tuyệt đẹp. Người sử dụng có thể bị sốc vì sự sắc nét và ổn định của hình ảnh. Sử dụng hai camera 21 megapixel có tính năng zoom 3x cho phép người dùng có thể xem hình ảnh chi tiết rõ ràng với các khoảng cách lên tới khoảng 5 km. Kết hợp với camera tầm nhiệt, điều này cho phép người sử dụng phát hiện các điểm nóng bằng camera nhiệt, trong khi camera trực quan cho phép họ xem vật thể và các chi tiết quan trọng ở khoảng cách xa tới 2 km. Bay dễ dàng, nhanh và linh hoạt. Máy bay không người lái mới nhất của Parrot chú trọng nhiều cho sự an toàn. Nó điều khiển dễ dàng, thao tác linh hoạt, chịu được thời tiết khắc nghiệt và gió. Không những vậy, nó còn hạn chế được tiếng ồn đáng kinh ngạc. Người chơi thao tác khởi động trong vòng chưa đầy 55 giây. Bạn chỉ mất chưa đến 55 giây để mở máy bay không người lái, bật nó lên, kết nối và cất cánh. Nó cũng có thể hoạt động mà không cần GPS như bay ở trong nhà. Với trọng lượng khoảng 500g, thời gian bay khoảng 32 phút, Anafi USA có sức bền khá tốt, thiết kế dạng gập, gọn, di động và nhỏ gọn. Theo như trong thực tế, để thực hiện được các công việc về đo đạc, phát hiện tầm nhiệt, bạn cần phải sử dụng một chiếc flycam lớn hơn, nặng hơn rất nhiều cho các tính năng này. Về giá bán, giá luôn là một trong những yếu tố quan trọng của bất kỳ hãng sản xuất máy bay không người lái nào, và đó là một điểm yếu đối với nhiều sản phẩm được sản xuất tại Mỹ khi tìm cách cạnh tranh với DJI. Anafi USA có mức giá khoảng 7.000 đô. Đó là mức giá mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp có thể chấp nhận được. Bạn có thể đặt hàng trước bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 vào năm nay, năm 2020. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa mới tìm hiểu về chiếc flycam Anafi USA. Chiếc flycam có tính năng rất nhiều tính năng vượt trội, hai camera 21 megapixel, một camera tầm nhiệt và đặc biệt là tính năng bảo mật rất cao. Tuy nhiên thì dòng sản phẩm này ở thị trường Việt Nam thì bán giá cũng khá là chát, 7.000 đô. Tất nhiên đối tượng của nó thì là những khách hàng về cao cấp, những khách hàng về tổ chức doanh nghiệp yêu cầu về độ bảo mật cao thì có thể sẽ cân nhắc về dòng flycam này. Vừa rồi anh em vừa mới theo dõi bản tin của LK News. Anh em có đánh giá hay comment gì hay muốn chúng tôi review về sản phẩm nào? Đồng thời có câu hỏi nào thắc mắc gửi cho chúng tôi, hãy để lại comment ở bên dưới để chúng tôi được biết anh em nhé. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.